Thị trường rap Việt thiếu vắng một tên tài tiềm ẩn, Hoài Lâm bật hút làm rapper. Cân mọi thể loại nhạc. Ngộn ngạt bao nỗi xót thương vô hạn, bởi con đã được dưỡng nuôi trong cảnh giàu sang nhung gân. Hoài Lâm đã có sân khấu ca hát cực kỳ ấn tượng và nhanh chóng trở nên viral khắp các quãng mạng. Chuyện lâu rồi anh mới đi diễn thì ai cũng biết, nhưng mà vừa đi diễn mà còn flex khả năng ca hát đa dạng các thể loại thì đây đúng là lần đầu sau nhiều năm vắng bóng của Hoài Lâm. Đặc biệt là phải kể đến màn bắn rap siêu mượt đến từ vị trí Lộc AK. Rap cỡ này thì đúng là thị trường rap Việt đã bỏ lỡ đi một nhân tài làng rap rồi chứ đâu có đổi được. Fan còn dụ dỗ anh chàng nên ghi danh vào mùa rap năm sau để flex skill nuốt mic của mình. Theo dõi Hoài Lâm nhưng có lẽ nhiều người chưa biết rằng nam ca sĩ từng có trong tổ đội rap với rap name là LOCI hẳn hoi. Để nói rõ hơn về cái danh xưng Lộc AK mà ắt có nhắc tới thì trong một chia sẻ 3 năm về trước, Hoài Lâm từng có ý định sẽ comeback với nghệ danh ấn tượng là Lộc AK. Là muốn làm nhiều demo á, làm nhiều để mình để đó và mình nghe lại. Cũng như là một cái CD để mình áp ổ. Không phải là Hoài Lâm nữa mà sẽ là Lộc AK. Cũng trong phỏng vấn này, nam ca sĩ cũng hứa hẹn sẽ có nhiều những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc riêng. Nhưng có vẻ cái sự trở lại của anh hơi trì trệ đôi chút. Mãi đến thời gian này, người ta mới thấy Hoài Lâm có động thái mới, ca hát đa dạng với nhiều những thể loại nhạc ấn tượng, từ nhạc trẻ sôi động đến làm rapper siêu mượt. Dân tình còn cho rằng đây đích thị là thời kỳ hoàng kim để Lộc AK tái xuất giang hồ đây mà. Đến cả hát chay không nhạc mà anh chàng cũng khiến fan phải trầm trồ. Đỉnh không gì tả nổi, đẳng cấp là mãi mãi. Kiểu gì anh ấy cũng chơi được, từ cải lương sang đến rap luôn. Anh Hiếu thứ hai phải rủ anh Lâm đi rap chung thôi. Nói không chừng là chấn động nha. Đang theo đuổi dòng nhạc bolero mà anh cua gấp sang làng rap. Làng nhạc trẻ tươi vui sôi động mà không hề có một nốt vấp thế này thì cũng gọi là thứ dữ ấy chứ. Thời điểm trước khi sống ẩn, nam ca sĩ cũng thường xuyên lên mạng xã hội hát hò, giao lưu với người hâm mộ. Hôm qua ta vẫn còn bình thường, hôm nay ta sao anh không nghĩ ra được. Hôm qua là nắng vẫn môi hồn, hôm nay sao yêu đương anh thấy hoang đường. Phải công nhận một điều là ở thời kỳ đỉnh cao hay hiện tại, chất giọng trời phú của Hoài Lâm là một điều khó có thể bàn cãi được. Bạn có ấn tượng với sân khấu trở lại, với màu sắc tươi sáng hơn hẳn của nam ca sĩ không? Cùng chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.